Năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Tuy Phong đổi mới một cách hiệu quả phương pháp dạy học hiện đại phù hợp với đặc điểm tình hình của học sinh nhằm phát triển toàn diện và hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu đề ra. Trong không khí phấn khởi chào đón năm học mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Anh Dũng đã đến dự lễ khai giảng và trao học bổng cho các em học sinh của trường. Năm học 2022-2023, thầy và trò trường Trung học phổ thông Tuy Phong tiếp tục tăng cường đổi mới nội dung phương thức hoạt động giáo dục. Chất lượng tiếp tục được nâng lên, học sinh khá giỏi đạt hơn 78%, nhiều học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi học sinh giỏi. Hội khỏe phụ đổng cấp tỉnh, học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,68%, đặc biệt có học sinh đạt thủ khoa xét tuyển đại học. Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông Tuy Phong có hơn 2.300 học sinh, trong đó có hơn 700 học sinh khối 10. Nhà trường tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị đảm bảo theo yêu cầu. Cùng với đó, nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện. Bước vào năm học mới, các em học sinh quyết tâm ra sức học tập, trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là chủ nhân tương lai đất nước. Tại lễ khai giảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Anh Dũng, lãnh đạo các ban ngành nhà trường cũng đã trao học bổng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và những em có hoàn cảnh khó khăn.